Thưa quý vị, với mong muốn tạo cho quý Phật tử có được những giây phút thảnh thơi, hạnh phúc sau chuỗi ngày phiền não vất vả vì cuộc sống, khóa tu một ngày phút lạc được tổ chức tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, không những mang lại sự an lạc thảnh thơi mà còn là điểm tựa tâm linh cho người con Phật trở về dưới mái chùa thân yêu để cùng nhau ôn lại những lời dạy của Đức Phật thông qua sự hướng dẫn của chư tăng, cùng nhau thực hành thiền và lắng nghe những lời pháp ngữ của chư tôn đức giảng dạy. Khóa tu được tổ chức thường kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ nhật, tạo sự thuận tiện cho quý nam nữ Phật tử xa gần đều về tham dự. Mỗi kỳ đều đón nhận từ 150 đến 500 hành giả về tu tập dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm và sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng. Đến nay đã tổ chức được 34 kỳ kể từ ngày thành lập đạo tràng. Riêng về sự tu tập của đạo tràng thì hiện nay nổi bật là khóa tu một tháng 2 ngày, chủ nhật đầu tháng dành cho đạo tràng một ngày phúc lạc ở tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chủ nhật thứ ba của tháng âm lịch là khóa tu một ngày an lạc của chùa Viên Giác, dành cho các Phật tử thanh thiếu niên, trung niên và cao niên về tu tập và sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của chư tăng, cũng như là có thỉnh giảng các chư tôn đức là các bậc giảng sư của trung ương của tỉnh Đồng Nai về để chia sẻ và hướng dẫn sự tu tập của các Phật tử, để nhằm đem những cái điều lợi lạc cho các Phật tử trong cái cuộc sống hiện tại. Chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ, rất hạnh phúc khi nhận thấy các đông đảo Phật tử từ mọi nơi để tập trung về chùa để mà tu tập, tham gia những cái chương trình tu tập của các đạo tràng một ngày phúc lạc, một ngày an lạc, cũng như là có tu tuổi trẻ, thiếu nhi, vân vân. Vì tâm trí của người đứng ra tổ chức là muốn đem những cái lợi lạc, đem những cái pháp màu của Đức Phật sẽ chia cho tất cả Phật tử hướng đến sự tu tập an lạc, mà đón nhận được những cái sự quan tâm và nhiệt huyết tham gia sự tu tập của tất cả các Phật tử đối với đạo tràng, với chương trình, thì chúng tôi thấy rất là hoan hỷ, mong rằng các Phật tử sẽ nhiệt huyết tham gia và kêu gọi đông đảo thành viên của mình về tu tập, để đem những cái lời vàng thước ngọc của Đức Phật lan tỏa khắp mọi người, để mọi người lấy đó làm hành trang trong sự tu nhân học Phật và đem đến sự an lạc hạnh phúc cho gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu mang đến sự bổ ích cho người Phật tử, không những được tham gia các buổi tụng kinh, tọa thiền, lắng nghe Phật Pháp, mà khóa tu còn mang đến cho Phật tử những bài tập về cải thiện sức khỏe, hướng dẫn mọi người có một cuộc sống lành mạnh với những bài giảng của các y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Không những vậy, khóa tu với nhiều nội dung đặc biệt ý nghĩa, luôn lấy nụ cười làm mục đích, lấy tình thương và sự hiểu biết làm phương châm sống. Trong mỗi khóa tu hàng tháng là chúng con rút được rất nhiều kinh nghiệm của quý thầy ban cho chúng con về để hướng dẫn trong gia đình cách sống thay đổi, và hàng xóm láng giềng chúng con cũng đều hướng dẫn mọi người để đều được an vui và hạnh phúc. Chúng con rất cảm ơn khóa tu phúc lạc. Phật tử được quý thầy hướng dẫn thực tập các oai nghi khi đến chùa, cách đi đứng, nằm ngồi, luôn giữ chánh niệm tỉnh thức, các nội quy cần thiết để cho khóa tu được trang nghiêm và thanh tịnh. Đến với các đạo tràng tu tập không những giúp cho mỗi người tìm thấy được sự an lạc và giải thoát, mà còn hiểu rõ hơn về giáo lý của Đức Phật, qua đó giúp họ ứng dụng những lời Phật dạy đi vào cuộc sống, để lúc nào cũng có thể nhận thấy được sự an lạc hạnh phúc trong từng hơi thở, từng phút giây của mỗi người.